Gậy Kim Cang hét, vấn đáp ký lục 2. Hòa thượng tuyên hóa. Gậy Kim Cang hét, vấn đáp ký lục 2. Hòa thượng tuyên hóa. Lời tựa. Trên bước đường tu tập, chắc hẳn chúng ta cũng gặp những khúc mắc khó hiểu, nên rất cần có những bậc thiện tri thức hướng dẫn chỉ bày. Thông cảm điều này, nên thường sau những buổi thuyết giảng, Hòa thượng tuyên hóa thường hay khuyến khích đại chúng phát biểu ý kiến hoặc nêu lên những thắc mắc của mình. Quyển Gậy Kim Cang hét tập 2 này cũng lại tiếp tục gói ghém thêm những câu vấn đáp của Ngài và hội chúng, hầu tạo cơ hội cho mọi người có thể mạnh dạn nói lên những gì mình không dám hỏi. Hòa thượng khiêm tốn pha lẫn chút khôi hài bảo rằng: nghe tôi nói mà quý vị không nói thì tôi cảm thấy vậy là không công bình, cho nên bây giờ tôi muốn nghe các vị nói như thế nào. Nếu ai có thắc mắc gì, xin hãy dùng trí huệ của mình mà hỏi người không có trí huệ như tôi để giải đáp. Nhưng nếu tôi có đáp sai thì cũng xin quý vị chỉ giáo dùng cho. Vì căn tánh chúng sanh bất đồng, hẳn nhiên trình độ hiểu biết cũng không ai giống ai, nên khi có người hỏi rằng: con không biết chữ, nghe giảng cũng không hiểu, vậy con nên làm sao đây? Ngài ân cần khuyến khích qua câu đáp: dễ thôi, thì học cho biết, không hiểu thì có thể đi hỏi người ta. Bởi vậy chúng ta cần phải thân cận thiện tri thức, tức là nên đi hỏi thăm bạn bè, cầu học hỏi cho rõ ràng minh bạch. Có lúc Ngài trả lời ngắn gọn nhưng bao hàm ý nghĩa sâu sắc rất thiết thực. Ví như giải đáp câu hỏi: làm sao để ly khổ đắc lạc và liễu sanh thoát tử? Ngài đáp: quý vị không khổ tức là vui rồi, còn quý vị không tử tức là sanh đó. Hoặc Ngài dí dỏm sách tấn thật linh động: lạy sau một vạn lạy, quý vị cũng có thể lạy thêm 100 vạn lạy, 1000 vạn lạy nữa đều được cả, không có giới hạn gì hết. Để trả lời câu hỏi: nếu có phải lạy đủ 1 vạn lạy trước khi quy y như Ngài đã quy định? Tuy nay Hòa thượng đã không còn nữa, nhưng những lời giáo huấn của Ngài vẫn mãi còn đây. Đặc biệt qua quyển Gậy Kim Cang hét này, hy vọng biết đâu trong đó có những lời giải thích kỳ đặc của Ngài sẽ là những tiết thép cứng rắn phá tan ngay khối nghi u ám mà tự chúng ta vẫn không sao thấu hiểu. Gậy Kim Cang hét. Hòa thượng tuyên hóa, vấn đáp ký lục 2.